Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Midatan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Midatan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Midatan Amoxicillin Acid Clavulanic Tá dược vừa đủ một viên Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng, chỉ định Chữa trị chứng nhiễm khuẩn hô hấp trên, dưới như viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi Nhiễm khuẩn da, mô mềm nhiễm khuẩn sinh dục, phụ khoa, tiết niệu, nhiễm khuẩn nha khoa, tiêu hóa, xương khớp, sản khoa, dự phòng nhiễm khuẩn, cách dùng, dùng qua đường uống, liều dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, chống chỉ định, mẫn cảm với thành phần của thuốc, suy thận nặng, vàng da ứ mật, rối loạn chức năng gan, viêm đại tràng giả mạc, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Phụ nữ mang thai và cho con bú. Lưu ý khi sử dụng. Chú ý đến người già, người bệnh có tiền sử vàng da rối loạn chức năng gan do dùng amoxicillin và kali clavulanat vì axit clavulanic gây tăng nguy cơ ứ mật trong gan. Có thể xảy ra phản ứng quá mẫn trầm trọng ở những người bệnh có tiền sử dị ứng với penicillin hoặc di nguyên khác nên trước khi bắt đầu điều trị bằng amoxicillin cần phải điều tra kỹ tiên sử dị ứng với penicillin, cephalosporin và các dị nguyên khác. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Thời kỳ mang thai, tránh sử dụng chế phẩm ở người mang thai nhất là trong 3 tháng đầu, trừ trường hợp cần thiết và do thầy thuốc chỉ định. Thời kỳ cho con bú, trong thời kỳ cho cơn bú có thể dùng chế phẩm. Chế phẩm không gây hại cho trẻ đang bú mẹ trừ khi có nguy cơ bị mẫn cảm đo có một lượng rất nhỏ thuốc trong sữa. Tác dụng phụ: Buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, táo bón, khô miệng, đau bụng, tiêu chảy, giảm bạch cầu tiểu cầu, sốc, dị ứng, phát ban, ngứa vùng kín, tăng men gan, phù mạch. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Mi Đa đồng thời biết cách sử dụng Mi Đa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham